Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với gương mặt mộc của Gà Ly TV. Thì ngày hôm nay Gà muốn làm một cái video kiểu skincare, get ready, nhẹ nhẹ chiêu chiêu để cùng các bạn mình thử những sản phẩm mới. Đồng thời thì mình có thể tâm sự hay là này nọ với nhau một xíu. Tại vì hôm nay như các bạn có thể nghe thấy thì giọng Gà cũng đang hơi khàn. Tại mấy nay kiểu ngủ mới lạnh nhiều á. Trời hôm nay còn nóng nữa. Nên Gà không có ý định ra đường trong ngày hôm nay. Nên là đó, ngồi xuống đặt máy xong rồi quay video với mọi người thôi. Và đồng thời thì trong video ngày hôm nay á, Gà có những cái sản phẩm mới đến từ StQ Cosmic Queen. Thì bây giờ sẽ cho các bạn xem nha. Thì đây là tất cả các sản phẩm đến từ StQ Cosmic Queen mà hôm nay Gà muốn giới thiệu đồng thời là review với mọi người. Thì StQ là một cái hãng mỹ phẩm của Hàn Quốc. Mặc dù hiện tại thì nó cũng chưa có quá phổ biến ở Việt Nam đâu, nên là Gà đang rất là tự hào tại vì Gà là một được tính là một trong những người đầu tiên được thử và trải nghiệm sản phẩm của StQ. Thì như các bạn có thể thấy hiện tại bên tay trái của Gà thì Gà đang cầm 3 hộp mask. Ba hộp mask này thì có chức năng cũng như là tên gọi khác nhau. Thì cái hộp mask đầu tiên tên của nó là Too Much Brightening Mask. Thì nghe cái tên của nó thì các bạn cũng có thể hình dung được là chức năng chính của cái này làm gì đúng không? Thì đây là một loại mặt nạ có chức năng làm sáng. Thì cái loại mặt nạ này lúc mà Gà đọc cái bảng thành phần ở trên hãng á, thì nó có một cái thành phần là vitamin tổng hợp niacinamide. Thì đây là một cái thành phần mà giống như là kiểu một cái ingredient mà kiểu nguyên liệu vàng trong cái làn và kiểu làm sáng da rồi loại bỏ sắc tố melanin, đồng thời thì ngăn chặn cái sự hình thành melanin ở trên da. Thì xuyên suốt quá trình sử dụng á thì nó sẽ có cái tác dụng là nó sẽ làm cho cái da mình nó sáng hơn và nó mẫn hơn. Ngoài ra thì nó còn có rất là nhiều thành phần dưỡng ẩm nữa, nên cái hộp này căn bản là một cái hộp vừa dưỡng trắng mà cũng có thể vừa dưỡng ẩm, nhưng mà Gà nghĩ là cái tác dụng mà dưỡng trắng của nó thì sẽ mạnh hơn. Rồi cái hộp tiếp theo là Honey Soothing Mask. Thì cái hộp này á, nghe cái tên của nó thì các bạn kiểu Honey Soothing Mask thì các bạn cũng có thể hình dung được cái thành phần chính của nó là gì rồi đúng không? Thì thành phần chính của em này là mật ong. Mật ong á thì nó có rất là nhiều tác dụng. Ví dụ như là nó có tác dụng là làm giảm sưng, giảm đỏ, làm kháng viêm đó. Ví dụ như những cái bạn nào mà có những cái mụn mà nó đang viêm thì mình có thể sử tìm đến những cái sản phẩm mà có chiết xuất thành phần từ mật ong. Thì lúc mà mình đắp lên đó thì sẽ cảm giác là những cái nốt mụn đó nó sẽ được kháng khuẩn, kháng viêm, thì nó sẽ không có bị sưng lên hay là nó cũng không có bị viêm nhiều hơn đó các bạn đó. Và ngoài ra thì thành phần mật ong á thì nó có tác dụng là soothing, tức là nó sẽ làm mịn cái bề mặt da của mình. Thì cái loại này á là Gà đã từng thử rồi, tối hôm qua Gà có đắp thử và thật sự rất là thích em này luôn. Nó thật sự có tác dụng là giảm viêm, giảm mụn, nó làm cho những cái nốt mụn trên mặt của Gà á nó giảm bớt cái sự đỏ xuống. Và ngoài ra thì nó còn làm cho da Gà kiểu mềm mịn suốt cả đêm á. Tới sáng nay lúc mà tắm xong thì da cũng rất là mềm, nên căn bản Gà cũng rất là thích em này. Và đây là cái hộp cuối cùng. Hộp cuối cùng là Red Ginseng Wrinkle Mask. Thì cái hộp này á, nghe cái tên là Red Ginseng á thì các bạn cũng có thể gọi là hình dung được á là nó có chiết xuất từ hồng sâm. Và ngoài ra lúc mà Gà đọc ở trên mạng á thì nó còn có thêm một cái thành phần nữa là rau má. Thì đây là một cái loại mặt nạ mà nó giúp cho da mình kiểu bừng sáng, nó boost cái sức sống của da của mình lên đó mọi người. Và ngoài ra là cái mặt nạ này còn có một tác dụng là nó sẽ đẩy những cái nếp nhăn của mình lên. Ví dụ như là những cái bạn nào mà có cái vòng rồng ở chỗ này rõ, hoặc là quần ngay cái chỗ quần thâm mắt mà nó kiểu bị nhăn lại á, thì sau khi mà mình đắp em này á thì hãng claim á là cái da của mình sẽ cảm giác rất là glowy, rất là căng mọng, và đồng thời là những cái vết nhăn đó nó cũng sẽ được lift lên luôn. Thì trong ba loại mặt nạ này á thì Gà mới thử cái Honey Soothing Mask này thôi. Tối hôm qua thì Gà có một vài nốt mụn đỏ. Sau khi mà Gà đắp cái em mặt nạ này lên á thì Gà cảm thấy là những cái nốt mụn nó bớt đỏ. Và sáng nay thì Gà thức dậy thì Gà thấy là nó những cái nốt mụn kiểu nó gom cồi á, nó không có cảm giác là nó sẽ sưng to hơn nữa, thì điều này là rất là thích. Và như Gà đã nói rồi thì nó giữ cho da Gà khá là mềm. Tuy nhiên là bởi vì Gà đã thử cái loại mặt nạ này rồi nên là hôm nay Gà sẽ không đắp thử nữa, mà Gà sẽ đắp thử một trong hai cái này xem. Thì Gà nghĩ là Gà sẽ, tại vì tối hôm qua là thức hơi khuya nên là bây giờ cảm giác là da cũng hơi kiểu bị mệt mỏi mấy cái vùng quần thâm mắt đồ này nọ, thì chắc là hôm nay Gà sẽ thử cái Red Ginseng Wrinkle Mask này ha. Và trước khi thử mặt nạ thì Gà cũng muốn giới thiệu thêm một cái sản phẩm nữa của StQ Cosmic Queen. Thì đây là những cái pad như thế này, những cái pad kem như thế này, người ta gọi đây là kem lười đó mọi người. Tuy nhiên thì Gà cảm thấy là cái tên kem lười á thật sự là nó cũng không đúng lắm, mà Gà nếu là Gà thì Gà sẽ gọi đó là kem tiền. Cái kết cấu cũng như là cái concept cũng như là cái ý tưởng khi mà làm ra những cái pad kem như thế này thì Gà thấy
cực kỳ tiện luôn. Thì tiện như thế nào, hay ho như thế nào thì mình sẽ chia sẻ sau hơn. Bây giờ thì mình tranh thủ mình đắp cái mặt nạ lên đã ha. Thì quên nói với các bạn thì trong mỗi cái hộp mặt nạ như thế này thì nó sẽ có 5 miếng. Thì bình thường là biết là một cái hộp mặt nạ bình thường thì nó sẽ có từ 8 đến 10 miếng luôn. Tuy nhiên là khi mà mình mua một cái hộp mặt nạ từ 8 đến 10 miếng thì mình sẽ hầu như là mình sẽ tập trung là mình đắp cho hết 8 đến 10 miếng của cái loại mặt nạ đó thôi. Cũng rất là ít nơi mà họ mua về sau đó mix một cái hộp kiểu nhiều loại mặt nạ cho các bạn á. Tuy nhiên là đối với cái hộp mặt nạ này của StayQ á thì một pack của nó chỉ có 5 miếng mặt nạ thôi. Thì mình có thể hoàn toàn tự tin tự do là mình có thể mua cả 3 hộp cùng một lúc luôn. 3 hộp như thế này xong rồi mình mix tùy vào cái kiểu nhu cầu da của mình, hôm đó cần cái gì thì mình đắp cái đó. Và ngoài ra là cảm thấy là cái packaging của StayQ á thì nó cũng rất là chắc chắn và xinh đẹp, thì chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng để làm quà tặng đồ này, thấy rất là ok. Okay, thì bây giờ mình sẽ mở cái miếng mặt nạ này ra ha. Đầu tiên thì về cái định lượng của em này thì em này có định lượng là 28g. Thì cảm thấy 28g là cũng tương đối là nhiều, có nghĩa cái lượng tinh chất trong này sẽ có tầm từ 25 cho tới 30ml. Thì cảm thấy là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lại cái miếng pack này. Mình nè, các bạn có thể giữ cái tinh chất ở trong này đúng không? Xong rồi mình cho thêm vào một cái miếng mask nén, xong mình cho một cái hộp ở kiểu sạch sạch một xíu, xong mình cho vô tủ lạnh á, đậy lại xong cho vô tủ lạnh. Thì mình hoàn toàn có thể sử dụng em mask này thêm một lần nữa, những cái tinh chất trong này như là một cái mặt nạ thêm một lần nữa. Nhưng mà các bạn lưu ý là các bạn phải để nó ở trong cái hộp rồi cho vô tủ lạnh nha, chứ nếu không á là các bạn cứ để không không vậy vô trong tủ lạnh á thì nó sẽ rất là dễ bị nhiễm khuẩn, tại vì tủ lạnh á thường thường nó cũng không sạch như mọi người nghĩ đâu. Lúc mà gà mở cái miếng này ra nè thì gà thấy là mặt nạ Hàn Quốc á thì thường thường nó không có giống mặt nạ Đài Loan. Ở một cái chỗ là thường thường á thì mặt nạ Đài Loan họ sẽ cho thêm một cái miếng siêu ni lông á để cho mình có thể kiểu giữ cho cái miếng mặt nạ nó tách ra khỏi nhau. Tuy nhiên là mặt nạ Hàn Quốc thì gà thấy là ít hãng làm, thì hãng này cũng không có làm. Nhưng mà cái miếng mask thì nó cũng không có tới mức là bị dính vô nhau quá nhiều á. Nhưng là các bạn có thể thấy thì gà có thể hoàn toàn dễ dàng gỡ nó ra như vậy nè. Và cái mùi của miếng mask này nó cũng có mùi hồng sâm luôn các bạn, nó cũng có mùi sâm luôn. Để tới thôi các. Cái miếng vải mà để làm nên miếng mask này các bạn thì là vải cotton. Thì gà thấy hiện tại trên thị trường có rất là nhiều chất liệu để mình làm mặt nạ giấy. Thì có thể là vải cotton này giống như cái này, hoặc là mình có thể có những cái mặt nạ giấy mà nó làm kiểu mặt nạ dạng thạch á. Thật ra thì mặt nạ dạng thạch thì không thể gọi nó là mặt nạ giấy nữa rồi, nhưng nó sẽ làm chất liệu thạch đồ này nọ. Thì cảm giác là cũng rất là hay, nhưng mà có rất là nhiều bạn cũng sẽ thích cái loại mặt nạ mà kiểu truyền thống như thế này. Lúc mà đắp lên thì cảm giác rất là mát thôi. Nó giống như là cái dòng honey mà gà sử dụng tối hôm qua. Thấy đắp lên cũng rất là mát. Bây giờ thì cứ để vậy thôi ha. Hãng nói là có thể để từ 10 tới 20 phút thì gà sẽ để 15 phút cho nó trung bình. Và ngoài ra như các bạn có thể thấy là hiện tại cái miếng mặt nạ nó hơi dư so với mặt gà. Tuy nhiên là cái mặt gà là thuộc dạng mặt rất là nhỏ, nên là gà nghĩ là đối với những người khác thì cái miếng mặt nạ sẽ fit khá là ok lên mặt của họ. Ok, trong cái khoảng thời gian mà chờ mặt nạ này ở trên mặt của gà thì gà sẽ giới thiệu cho các bạn sơ qua về cái concept của cái kem mà gà đặt tên là kem tiện này nha. Tại sao gà lại gọi nó là kem tiện? Thì một cái pack như thế này thì đang được bán trên thị trường với giá là 350.000. Thì gà cảm thấy đây là mức giá rất là hợp lý luôn. Hợp lý tại sao thì bây giờ gà sẽ cho các bạn xem ha. Như các bạn có thể thấy thì trong một cái pack như thế này thì họ sẽ để 6 cái chip kem khác nhau. Và mỗi chip này thì có dung tích là 25ml. Thì thường thường ví dụ như là các bạn có muốn mua sản phẩm mà kiểu travel size hay là mấy cái sản phẩm kiểu xài thử á, thì dung tích của nó cũng sẽ nằm đâu tầm 25-30ml. Với cái loại nhỏ hơn thì sẽ từ 5-10ml. Và mình cảm giác là những cái sản phẩm đó thật sự là sử dụng cũng rất là lâu. Ví dụ như là một cái chai toner mà 25ml mình có thể hoàn toàn mang đi du lịch tầm 5 lần, mỗi lần đi từ 4-5 ngày. Nếu mà mọi người sử dụng liên tục á thì các bạn cũng sẽ sử dụng được từ 25 ngày cho tới 1 tháng. Thì mình cảm thấy đây là một cái ý tưởng cũng rất là dễ thương đúng không? Và mỗi cái pack như thế này thì đang được hãng bán, nếu mà mình mua lẻ nha thì sẽ có giá là 80.000. Nếu là gà thì gà cũng không biết là có nên khuyên các bạn là mua một lúc 6 pack này luôn hay là mình mua lẻ ra phù hợp với nhu cầu. Tuy nhiên là đó là lý do tại sao mà làm cái video ngày hôm nay nè, để gà có thể nói rõ cho các bạn biết là từng loại kem thì nó có tác dụng như thế nào và cảm nhận của gà về nó như thế nào, để các bạn có thể lựa chọn trong 6 cái pack này. Sau đó thì các bạn mua tập trung những cái pack mà các bạn cảm thấy là phù hợp với bản thân, nhu cầu của mình nhất ha. Nếu mà để phân loại 6 cái pack này thì gà sẽ chia nó ra làm 4 nhóm khác nhau.
Có nghĩa là sẽ có 3 loại kem là cùng một nhóm. Thì tại sao gọi lại phân loại như vậy thì bây giờ Gà sẽ nói cho mọi người kỹ hơn nha. Thì đầu tiên, ở cái nhóm đầu tiên á, thì Gà phân ra đây là nhóm kem dưỡng. Thì chúng ta sẽ có kem dưỡng là Cucumber Cream. Thì cái Cucumber Cream này á, thì Gà cảm thấy là kết cấu của nó, Gà đã thử sử dụng cái Cucumber Cream này rồi. Gà thấy là kết cấu của nó là kết cấu dạng gel. Tuy nhiên là nó dưỡng ẩm rất là tốt luôn, nên Gà nghĩ là nó sẽ rất là thích hợp cho những cái bạn nào thậm chí là hỗn hợp thiên khô nha các bạn, vẫn có thể sử dụng được từ hỗn hợp thiên khô cho tới da dầu thì sẽ rất là thích hợp với lại là cái em cucumber này. Cái chức năng chính của em cucumber này á, là dưỡng ẩm và nó sẽ làm sáng da một xíu, nên là nếu mà bạn nào đang kiểu gặp vấn đề về kiểu da khô đồng thời á, thì là da cảm giác là nó bị sạm đi á, thì các bạn có thể ưu tiên sử dụng cái em cucumber này hơn. Tuy nhiên là cái thành phần mà dưa leo, chiết xuất dưa leo á, thì cảm thấy là nó sẽ hơi nhạy cảm. Có những bạn nào mà da kiểu quá nhạy cảm á, thì sẽ cảm giác là nó hơi cần phải dè chừng em này một xíu. Tại vì chiết xuất dưa leo không phải là một cái chiết xuất mà nó hoàn toàn không gây kích ứng cho ai. Tuy nhiên là cái khả năng là dưỡng ẩm với làm trắng của nó thì rất là tốt ha. Rồi tiếp theo á, thì có thêm một cái loại kem nữa. Đây là cái loại kem Aloe Vera Cream. Thứ nhất là nghe cái tên của nó Aloe Vera thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn biết được cái chức năng chính của nó làm gì rồi. Thì chức năng của em kem này á, là chủ yếu là nó sẽ làm mềm da, và đồng thời thì nó sẽ làm mịn cái bề mặt da á. Thì cái điều này Aloe Vera luôn luôn làm rất là tốt, đặc biệt đối với những các bạn nào mà da kiểu vừa bị cháy nắng xong á, vừa bị sunburn này nọ, và các bạn bôi cái này là da lại sẽ lành rất là nhanh. Nó có tác dụng là làm dịu da. Thì Gà cảm thấy là cái em này thì nó sẽ nghiêng về dưỡng ẩm nhiều hơn so với lại cái em cucumber kia. Cucumber kia thì nó vừa dưỡng trắng, nó vừa dưỡng ẩm. Còn cái em này sẽ nghiêng về cấp nước cho da nhiều hơn. Nên những bạn nào mà da dầu, da đang thiếu nước, mất nước thì hoàn toàn có thể tham khảo em này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái em kem này là Calamansi Cream. Thì đây là một cái loại kem mà nó chiết xuất từ quả tắc. Thì khi mà nó chiết xuất từ quả tắc thì chúng ta có thể biết được rằng chắc chắn trong này nó sẽ có một cái thành phần là thành phần citrus. Thì đây là một cái thành phần kiểu chiết xuất họ chua, mấy cái họ ví dụ như cam, chanh này nọ thì thường thường sẽ có cái thành phần là citrus này. Và khi mà đã có cái thành phần này rồi đó, thì chủ yếu cái việc mà nó làm trên da của mình sẽ là dưỡng sáng. Thì cái loại kem này là chưa có thử kết cấu, tuy nhiên là lúc mà đọc thành phần thì nó có rất là nhiều thành phần để dưỡng sáng. Tuy nhiên là những cái thành phần này thì nó cũng không quá nhạy cảm đối với tất cả chúng ta, nên là Gà cảm thấy là nếu mà bạn nào đang muốn tìm một loại kem dưỡng sáng nhưng mà nó kiểu nhẹ nhàng tình cảm thì chúng ta có thể kết hợp cái em này cùng với lại là cái mặt nạ lúc nãy. Đây, cái mặt nạ Too Much Brightening Mask, một cái thì có niacinamide, một cái thì có citrus, thì Gà cảm thấy là kết hợp với nhau sẽ rất là ok ha. Tiếp theo là tới ba loại kem của ba nhóm còn lại, thì Gà sẽ nói về cái em kem này trước. Em kem màu tím này tên là Chamomile Hand Cream. Thì cái em này là một cái dạng kem tay, nó được chiết xuất từ hoa cúc. Thì thật sự là hoa cúc tới giờ thì Gà thấy nó đã xuất hiện trong rất là nhiều sản phẩm kem tay rồi. Ví dụ như của Kiehl's cũng có kem tay chiết xuất hoa cúc, của Vichy cũng có kem tay chiết xuất hoa cúc. Nên là khi mà họ đưa cái em hoa cúc này vào cái thành phần hand cream á, thì Gà không có lạ. Đối với những bạn nào mà da kiểu tay mà mình hay rửa chén hay là tiếp xúc với chất tẩy hay nọ, da bị khô á, thì các bạn nên đầu tư một em hand cream. Đặc biệt là những cái em mà chiết xuất từ hoa cúc như thế này, tại vì nó rất là thanh, nó rất là dịu. Cái mùi của nó lúc nào cũng sẽ rất là thanh, rất là dịu. Và lúc mà bôi lên thì Gà cảm thấy là nó sẽ cho cái làn da mình một cái độ ẩm thật sự, chứ không phải là kiểu bôi lên xong nó biến mất luôn, mà nó vẫn sẽ còn một cái lớp ẩm để nó bảo vệ da tay của mình. Rồi tới cái loại tiếp theo thì đây là Shower Gel Citrus. Thì cái loại này thì các bạn mặc dù nó là shower gel, nhưng lúc mà Gà lên hãng đọc, đồng thời Gà cũng đọc review á, thì đây là một cái loại cái gel này nè, chúng ta hoàn toàn có thể gọi dùng để tắm và dùng để gội luôn. Thì Gà cảm thấy cái này thật sự rất là tiện. Ví dụ bạn nghĩ là ví dụ như mình đi travel, mình đi du lịch này nọ đúng không, mình chỉ cần mang theo một cái gói này thôi là mình có thể bỏ lĩnh bao nhiêu là lĩnh cà lĩnh kỉnh từ dầu gội, dầu xả, dầu tắm này nọ nhà hết. Đó là còn chưa kể ví dụ như những cái bạn nào mà lười giống như Gà á, và hay mua mấy cái gói á, xà bông á, dầu xả mà dầu gội nó nhỏ nhỏ nhỏ, thì những cái đó thì cũng rất là tiện. Tuy nhiên á, là mỗi lần mình xài á, mình sẽ phải mang theo cái kéo để mình cắt, còn không thì mình sẽ phải rất là khó khăn trong phòng tắm để mình có thể giật kiểu xé nó ra, rất là mệt mỏi. Đồng thời thì cái việc mà mình sử dụng quá nhiều bao bì như vậy thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường, nên là Gà cảm thấy là một cái gói như vậy á, thì cảm giác là nó rất là ideal, nó rất là ok luôn. Và tới cái cuối cùng á, thì nó là một cái Sun BB Cream. Thì đây là một cái em, nghe cái tên của nó thì các bạn có thể biết thì đây là một loại kem chống nắng, tuy nhiên là nó có nâng tông.
SPF của nó là 50, PA của nó là 3+. Thì cái loại kem chống nắng này tối hôm qua cũng đã gọi là chiều tối hôm qua cũng đã sử dụng rồi. Thì lúc mà Gà sử dụng lên mặt Gà thì nó cho Gà một cái lớp chống nắng thì đương nhiên rồi đúng không? Tuy nhiên là nó còn để lại trên da một cái lớp nền undertone xám. Thường thường BB cream của Hàn Quốc bao giờ cái undertone của họ cũng là undertone xám. Cái kiểu mà undertone mà kiểu xám xám xong lạnh lạnh như vậy thì Gà thấy là nó đã out trend được cũng khá là lâu trong cái khoảng thời gian mà kiểu Gà từ 16 tới 20 tuổi á, 21 đi, thì hầu như mọi người thích sử dụng cái kem nền nhà mà cái undertone của nó là undertone hồng thì cảm giác là da mình nó hồng hào hơn. Tuy nhiên á là dạo gần đây khi mà cái chuyện mà mọi người muốn quay TikTok và đu din lên ngôi, mọi người hay khen mấy cái chị bên TikTok Trung Quốc á, thì Gà để cho tất cả các cái lớp nền của những cái chị trên đu din á thì nó đều là kiểu undertone xám hết. Nên nếu mà bạn nào mà thích cái lớp nền theo kiểu Trung Quốc, hôm qua thì lúc mà Gà sử dụng cái em này để Gà make up nhẹ đó thì Gà thấy nó cho Gà một cái lớp gọi là lớp chống nắng đi, tuy nhiên nó vẫn có một cái độ coverage vừa đủ và nó làm cho cái da Gà cảm giác nhìn nó rất là lạnh. Khi mà cái da Gà nhìn nó lạnh như vậy kèm với cái tóc đen này thì nhìn nó rất là ngầu. Căn bản là nhìn qua nhìn lại thì nó sẽ được cái này mất cái kia, mặc dù là nó không có cái làm cho da mình cảm giác hồng hào nhưng mà nó lại cho mình một cái lớp da trông rất là lạnh, rất là giống như nó phủ xương lên vậy đó mọi người. Thì lúc mà mình chụp hình hay mình đi đâu rồi này nọ thì nó cũng rất là tốt. Và đồng thời là Gà hôm qua thì Gà để em này trên da là 8 tiếng và nó kết hợp chung với lại cái em Honey Mask này ở dưới nè, thì tới cuối ngày da Gà vẫn rất là đủ ẩm và đồng thời là nó cũng không có bị xuống tông gì cả, trông vẫn rất là đủ ẩm, không có bị đổ dầu nhiều nha mọi người. Cảm giác là da nó chỉ bóng bóng lên, là cảm giác là nó có nhiều sức sống hơn thôi chứ nó không có bị đổ dầu. Nên là trước mắt là rất ấn tượng với cái em BB cream này. Nếu mà bạn nào cảm thấy là thích cái lớp nền kiểu hơi chung chung một xíu thì có thể tham khảo em này. Nhưng mà đừng quên là cái tác dụng chính nhất của em này vẫn là kem chống nắng, nên là nó sẽ cho một cái độ che phủ, tuy nhiên là nó lỏng nên là cái độ che phủ của nó cũng từ trung bình xuống thấp thôi. Nên là bạn nào mà kiểu da khuyết điểm nhiều quá thì mình vẫn phải sử dụng kem che khuyết điểm thôi. Tuy nhiên là cái em này cảm thấy là ví dụ như là những cái ngày mà mình chỉ muốn bôi một lớp để mình ra đường á thì em này rất là hợp lý, mình không phải trồng cả kem chống nắng rồi mình trồng thêm kem nền thì đó là thấy rất là hợp lý. Bây giờ mình sẽ gỡ cái mặt nạ này ra mọi người nha. Hình như các bạn có thể thấy á, hiện tại á, sau khoảng 15 phút đắp á, thì cái mặt của Gà cảm giác là nó không có bị hút quá nhiều tinh chất, tức là nó vẫn còn rất là bóng ở trên da. Thì bây giờ Gà sẽ phải ngồi vỗ massage như thế nào đó để cái tinh chất này nó thấm nhiều hơn vào da hơn. Cái trước mắt là trên mặt Gà hiện tại thì mặc dù nó cũng có thấm khá tinh chất vào rồi nhưng mà Gà vẫn cảm thấy là nó tương đối là còn khá nhiều tinh chất ở trên da. Thì hiện tại tinh chất nó đã thấm hết vào mặt Gà rồi và hiện tại da của Gà đang cảm thấy rất là mềm đúng không mọi người, rất là refresh, cảm giác nó mềm và nó mềm kinh khủng luôn á. Kiểu wow, chắc là tại vì kiểu tối hôm qua cũng đắp mặt nạ xong bây giờ cũng đắp mặt nạ nên là cảm giác da thật sự rất chi là mềm luôn. Và bây giờ thì Gà sẽ làm tiếp một cái bước mà tối hôm qua cũng làm, đó chính là Gà sẽ đắp thêm cái em cucumber này ở trên để mình block cái lớp kiểu serum. Đối với Gà mặt nạ thì Gà thấy cái tinh chất trong mặt nạ Gà đánh giá nó là mặc dù nó cung cấp ẩm rất là tốt nhưng đối với Gà nó cũng kiểu serum mà nó kiểu đặc trị nhiều hơn nên Gà sẽ bôi thêm một cái lớp kem dưỡng nữa ha. Kem dưỡng cucumber, tối hôm qua cũng xài cái kem dưỡng này và thấy là nó phản ứng trên da Gà rất là tốt, sáng ra da rất là mềm này nọ, nên là bây giờ Gà sẽ bôi tiếp. Đây các bạn có thể thấy là cái kết cấu gel á nó tan hoàn toàn ở trên da luôn. Và cái mùi cucumber thật sự rất là organic luôn các bạn. Cái hãng này được cái nó làm cái gì mà có thành phần gì đó là cái kem mình có thể cảm nhận cái mùi đó luôn, cảm giác như mình đang bôi dưa leo tươi lên mặt vậy á, rất là buồn cười. Đây, như các bạn có thể thấy sau khi mà Gà bôi xong á thì cái da của Gà này nhìn trông rất là bóng, rất là khỏe. Ok, và tiếp theo để finish cái look của ngày hôm nay á thì Gà sẽ bôi một xíu em kem chống nắng này lên. Tối hôm qua thì Gà có sử dụng dụng mút để Gà dặm cho đều, tuy nhiên á là Gà cảm thấy là thật sự mà mình dùng tay á thì cái này nó cũng sẽ tán ra được tại kết cấu của nó cực kỳ lỏng. Đây, Gà lại lấy hơi nhiều rồi các bạn. Cái này á nó có một cái nhược điểm là mình sẽ không kiểm soát được cái lượng kem chảy ra nên Gà lấy khá nhiều. Bây giờ Gà sẽ cho các bạn xem nha. Đây, các bạn có thể thấy này, đây là cái chất kem của nó trông khá là lỏng đúng không, thì Gà sẽ bôi ra ha. Đây là da của Gà sau khi mình đã tán kem đều, như các bạn có thể thấy thì đúng như vẫn y chang tối hôm qua thôi, thì nó cho Gà một cái lớp nền, cái undertone của nó trông rất là lạnh.
Và thường thường á, nếu mà bạn nào thích theo cái phong cách mà kiểu sang chảnh á này nọ thì sẽ rất là thích cái kiểu thô lạnh này luôn. Và ngoài ra thì cái em này sẽ có SPF 50 PA+, thì Gà cảm thấy đây là cũng là một cái gọi là mức kem chống nắng khá là hợp lý cho tới thời điểm này. Đây, các bạn có thể thấy là kèm với lại là cái lớp mặt nạ rồi cái lớp kem á, và tất cả mọi thứ đúng không, thì nó sẽ tạo ra một cái lớp nền rất là bóng và rất là lạnh, trông rất là quyền quý luôn. Tuy nhiên là cái cảm giác của em này ở trên da thì hoàn toàn không hề có cảm giác gì là nặng hay là giống như là nó bị bí bách giống như mấy cái kiểu mà BB cream Hàn Quốc hồi xưa, thì không có thấy. Mình cảm thấy là hãng đang làm rất tốt trong cái việc mà điều chỉnh cái công thức để cho bây giờ BB cream cảm giác ở trên da nhìn nó vẫn rất là mướt á các bạn, nhìn rất là mướt, rất là mềm mại. Chứ thường thường hồi xưa là xài BB cream Hàn Quốc á, cảm thấy nó đặc xề luôn á, mà cái cấu nó dày như foundation nhá, mà nó lên mà nó còn kiểu bị xám, nói chung là khá là ghét. Ok, thì video của Gà ngày hôm nay là kết thúc, hy vọng các bạn thích video. Nếu các bạn thích thì nhấn like và subscribe Gà Ly TV nha. Thông tin cũng như link mua hàng thì Gà sẽ để hết ở dưới description box. Nếu mà bạn nào thích bất kỳ một cái sản phẩm nào thì có thể click link ở dưới để mua ha. Ok, bye bye.